Bạn đang cần tìm nơi thật uy tín để Blink Goodbye giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua showviet.vn của Mobile nha. Hello cho bạn nha, này Mobile sẽ chơi chỉ đài VDS mới bị giảm sức mạnh xong để xem có phế hay không. Combo chiêu cuối, chiêu 2, chiêu 1 quay xích vẫn như bình thường nha em ơi. Cái combo này thực sự vẫn như bình thường, chẳng có gì khác biệt. Cái yếu ở đây đó là các bạn quay xích liên tục sẽ khó trúng hơn những mục tiêu chạy nhanh, những mục tiêu cơ động hoặc là những mục tiêu gọi là chờ bỏ. Các bạn kiểu quay trúng Florentino hay là những con tướng khác nó sẽ khó hơn nha. Nhưng mà những con tướng máu mỏng thì mình thấy không có thay đổi gì, bởi khi mà các bạn combo chiêu cuối, chiêu 2, chiêu 1 máu mỏng kém vận động không thể thoát được. Nghĩa là người ta thoát được cái combo của anh em, một combo không chết thì các bạn sẽ khó giết. Thành ra thì VDS bây giờ lên đồ sao cho hiệu quả, chơi sao cho tốt thì hãy cùng xem MOBA chơi VDS trong mùa 2023 nha. Cái nghịch lý là giảm sức mạnh nhưng mà tỷ lệ thắng lại tăng. Thì cái này là có lẽ là nhiều anh em chơi VDS chưa đủ độ hay, mọi người không dám chơi nữa, và toàn anh em chơi VDS hay chơi thôi nên tỷ lệ thắng nó sẽ tăng lên, bởi người hay chơi thì thắng nó dễ hơn. Và VDS thì vẫn là con tướng rất là mạnh đầu game, chứ không phải là cái việc giảm sức mạnh đó thì VDS sẽ yếu đầu game đi đâu. Nó vẫn khá là khỏe đầu game, bởi đầu game thì mấy con nó tăng tốc chạy hay là có gì cơ động nó vẫn chưa đủ cơ động anh em ơi, tốc chạy chưa đủ cao đấy, khống chế chưa đủ nhiều, nên là việc chúng ta dí theo bằng combo thì vẫn là easy. Đấy, thành ra thì anh em chơi VDS cố gắng lại end game sớm nha, đừng để cuối game khó chơi rất nhiều. Valentino, wow, múa đi bà ơi. Với sao nổi còn xí máu ở trước cuối là lên bản đến số rồi. Trận đấu này thì các bạn cũng có con quy đi rừng, hai chất tướng đều khá là khỏe đầu game, nói chung là ngang ngang nhau thôi, đầu game mình ngang ngang nhau. Nhưng mà solo thì chưa chắc mình ăn được bản quy đâu nha, nếu mà để quy đập mặt mình vào tường. Thế thành ra thì mình vẫn là chơi VDS theo phong cách cũ, đó là mình chờ đợi thời cơ, mình dùng chiêu cuối, chiêu 2, chiêu 1 sốc ra. Đấy, là mà cần có đồ anh em ơi. Chứ solo khô là không được, khống chế cho team chơi nha. VDS có lợi thế đó là con này CC rất nhiều, nên mọi người cố gắng CC hỗ trợ team nhiều hơn. Trận này thì team mình có bạn SP hơi khó, chính ra đội hình team mình đánh kiểu sẽ khó hơn team bạn anh em ơi. Bởi cá thì không ăn được Florentino rồi, Florentino là tiktoker anh em ơi. Nhưng mà VDS làm ngon hơn Quy. Hay rồi, 3-0 và team mình có cái trụ đường rồng anh em ơi. Thì bạn phải đợi late game khi mà cái con bài Valentino nó khỏe hơn, rồi Liliana có đồ, rồi Val có đồ, Alice có đồ cơ. Chứ tầm này thì team mình vẫn có lợi thế hơn anh em ơi, XG cấu diệt khó chịu hơn. VDS là làm tốt hơn Quy. Đấy, Valentino thì bị ganh bởi team mình rồi. Còn bây giờ, bạn Lily, nếu mà không chạy nhanh thì dính combo. Wow, chạy nhanh thật anh em ơi. Thực ra thì combo của mình rất lợi hại với mấy con tướng mà nó hết chiêu hoặc là nó không có sự cơ động. Nhưng mà gặp mấy con cơ động ít, người ta nhảy nhanh sau khi mình xài chiêu cuối thì rất là khó trúng đấy anh em ơi. Thành ra thì chơi VDS vẫn là phải cần luyện tập nhiều hơn, và combo chiêu cuối, chiêu 2, chiêu 1 càng phải quan trọng hơn. Đấy, các bạn sẽ không thể ảo tưởng cân team bởi quay xích những trường hợp mình đánh thường và xài chiêu 1, chiêu 2 quay xích nó sẽ khó hơn rồi. Bởi chúng ta phải chiêu và đạt cái combo áp sát nhanh bằng cái chiêu cuối, chiêu 2, chiêu 1 bất ngờ quay xích luôn thì mới khiến đối địch không kịp trở tay nha. Lợi thế ăn dầu ngon. Cá đã biết đi ăn mục tiêu là ngon lắm rồi đấy anh em ơi. Thực ra cá không yếu đâu nha, anh em chơi cá biết pha mà cũng rất là khỏe luôn. Lợi thế con cá là cái khả năng để trụ, nhưng mà có lợi thế nó bảo trụ cực kỳ nhanh luôn. Đấy, và hiện tại team mình có trụ hai cánh rồi, hơn team bạn một trụ.
Đúng là có lợi thế một tí. Đây bây giờ tập trung qua đường giữa để ép các cái trụ đường giữa anh em ơi, cho nó dễ kiểm soát trận đấu, dễ kiểm soát mục tiêu. Chuẩn bị nha, chiêu cuối, chiêu 2, kìa chiêu 2 hút. Tiếp qua anh em ơi, đấy là dùng lỗi combo nha. Ở phía dưới thì cá đang đánh với Quy nhưng mà có cả Valentino, cẩn thận cá ơi. Quy lên bảng rồi, cá cũng đi theo. Và Valentino thì còn cái hiệu ứng cái chiêu cuối, hết hiệu chiêu cuối mình sẽ nhào rô nha. Nhật bông hoa cuối cùng. Trời, ấy à. Hụt rồi anh em ơi, tiếp qua. Trận này thì mình combo kiểu hơi khó nhỉ. Mình cảm nhận thì sau khi thay đổi sức mạnh combo hơi khó hơn ý. Không biết là lâu chơi VS là thế hay là bây giờ VS nào thế anh em ơi. Cái này thì cần sự hỗ trợ của anh em chơi VS nhiều trong buổi S2023 nha. Mình thấy thì mặc dù giảm sức mạnh nhưng vẫn còn khá khỏe. Trước thì rất khỏe, bây giờ chuyển sang khá khỏe. Đấy, thành ra thì đây vẫn là con bài có thể leo lành tốt trong buổi S2023. Valentino chạy rất nhanh luôn. Rồi, nhưng mà với việc của nó chạy thì team mình sẽ có trụ anh em nhở. Ok, và mọi người yêu cầu MOBA cho con tướng gì tiếp theo, nhớ comment bên dưới nha. Mọi tướng mình sẽ thực hiện hết theo cầu của các bạn thôi. Nói chung thì cũng có thứ tự trước sau, nhưng rồi sẽ hết luôn đấy các bạn ơi. Team bạn chạy về thủ hết rồi anh em ơi. Thế này thì quan mục tiêu với cá. Cá thế này rất là hay anh em ơi. Mặc dù mạng không có nhưng mà bạn đấy chịu khó ăn mục tiêu đẩy đường. Đấy là rất là tốt rồi. Chỉ cần làm tốt cái nhiệm vụ đẩy đường là ok lắm rồi nha. Bởi cá thì đánh nhau không có khỏe đâu. Đẩy đường mới là thân ái của cá. Đợi tí cá ơi, tí bạn đang ăn con xe xa đúng không? Đợi tí mình tới. Ôi là không kịp rồi, không kịp rồi. Tôi bỏ đi cá ơi. Bắt Lily, bắt Alice. Đẩy thẳng đường giữa luôn. Kìa anh em ơi, mình xin. Thế này thì qua bán lẻ tiếp anh em ơi. Tập trung đi chung bán lẻ team bạn nha. Sau đó thì chúng ta sẽ đẩy trụ dễ hơn. Tập hợp, 4 người đi chung nào. Các bạn cấu rỉa máu này. Là mình sốc combo, mình khống chế anh em chơi. Lấy trụ. Vậy trận này team bạn Quy đánh kiểu là đánh rời rạc quá, không hỗ trợ team mình ra đánh nó khá là dễ. Team mình dần dần cứ bóc dần cái lớp chủ của team bạn, cướp sạch quái rừng của team bạn. Đấy, tự nhiên team mình sẽ khỏe hơn. Galaxy khỏe lắm rồi, Vio dính chiêu 700 em ơi, trận này hình như mình chưa hỗ trợ bằng nào luôn. Tới đâu thì ăn thôi, sạch sẽ tới đấy. Cá, đấy anh em thấy vào trụ cực kỳ nhanh luôn. Rồi Lily, một combo đi luôn. Đấy, bạn ấy hết chiêu cuối, hết chạy được rồi. Anh em thấy là mình thấy là cái combo. Và các bạn dùng chiêu 3, chiêu 2, chiêu 1 quay xích vẫn là lợi hại vô cùng khi mà tấm địch không có sự cơ động. Nên là, mà cá ơi, sao bạn bảo trụ nhanh vậy? Ok, và video của mình cũng đến đây là hết rồi anh em ơi. Thực sự thì VDS vẫn còn ngon nha. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.